Về thực hành tiền lâm sàng về về tim mạch thì gồm có một là phần nhìn sờ gõ nghe. Nhìn thì chúng ta phải nhìn xem là cái lồng ngực bệnh nhân có rô hoặc gù vẹo hay không. Đấy. Có gù vẹo hay không? Đấy. Đấy là nhìn. Thứ hai là sờ. Thì chúng ta sờ mỏm tim. Sờ mỏm tim thì bình thường là mỏm tim ở khoang liên sườn 4-5 trên đường giữa đòn trái. Hoặc là chúng ta sờ rung mưu khi mà có cái tiếng thổi tâm thu hoặc tâm trương cường độ trên 4/6 thì chúng ta thấy có tiếng thổi thì có lan truyền ra là có rung mưu, là có cái độ rung ở tay lan truyền, tiếng thổi lan truyền ra, đấy là sờ rung mưu. Tiếp theo là gõ diệt đục của tim thì chúng ta thấy rằng là đây là cái hình viền đỏ ở đây là cái diện đục thực của tim, nhưng mà nó che khuất bởi một phần bởi phổi, cho nên chúng ta chỉ gõ được cái phần diện đục tương đối của tim là phần tim tiếp xúc với mặt sau thành trước của ngực. Đây cái phần tôi gạch chéo đây là cái diện đục của tim, mặt sau thành trước của ngực, của mặt sau thành trước của ngực tiếp xúc trực tiếp. Đấy. Chúng ta chỉ gõ được cái phần này thôi. Đấy. Cái cách xác định diện đục tương đối của tim như sau. Thứ nhất là chúng ta xác định mỏm tim. Đấy. Bằng cách là chúng ta sờ mỏm tim hoặc chúng ta gõ từ dưới lên vào cái chỗ diện đục của tim thì chúng ta xác định mỏm tim, hoặc là một cách chính xác hơn là chúng ta có thể nghe tim, nghe cái mỏm tim rõ nhất thì đấy là xác định. Thực ra là trong phần nghe tim là riêng, nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta áp dụng cả phần nghe tim thì nó chính xác hơn, tức là chúng ta nghe cái mỏm tim đập thì chúng ta xác định cái mỏm tim nó chính xác. Tôi có thể đấy là vừa là gõ hoặc là sờ mỏm tim. Đấy, sờ mỏm tim, chúng ta đặt cái lòng bàn tay áp sát thành ngực, chúng ta sẽ thấy cái mỏm tim nó đập lên rồi vào tay chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là được cái mỏm tim. Tiếp theo là chúng ta xác định bờ trên can. Đấy. Là chúng ta gõ theo đường giữa đòn xuống. Đấy. Gõ dọc các khoang liên sườn theo đường giữa đòn xuống. Đấy. Thì đến chỗ ranh giới giữa vùng đục và vùng trong thì đấy là bờ trên gan, vùng đục và vùng trong đấy là bờ trên gan. Đấy. Có thẳng từ trên xuống dưới này thì chúng ta thấy rằng là ở vùng phổi này thì bao giờ nó gõ vang vào vùng gan ở dưới vỏ ngoài đây thì nó đục. Đấy. Thì nó đục thì chúng ta nối, đây là tôi vẽ cái này tôi vẽ cái vòng hoành nó cao lên một chút. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là giữa vùng đục và vùng trong thì đấy là chúng ta xác định được một vị trí. Đấy, là bờ trên gan. Bởi vì là gì? Là tim thì nó nằm trên vòng hoành và nằm trên bờ ở trên gan, cho nên chúng ta có giữa vùng đục vùng trong thì đã xác định được bờ trên gan, và chúng ta nối cái điểm xác định giữa vùng đục và vùng trong này đến mỏm tim thì đó là bờ dưới của tim. Đấy là bờ dưới của tim. Tôi nhắc lại, một là xác định mỏm tim bằng cách gõ hoặc sờ, nhiều khi sờ dễ nhưng mà gõ thì là sờ thành ngực mỏng thì chúng ta sờ thấy ngay. Nếu thành ngực dày thì chúng ta có thể gõ khó thì chúng ta có thể nghe được cái mỏm tim.
xác định được cái mỏm tim. Đấy. Tiếp theo là chúng ta gõ từ trên xuống, là chúng ta gõ xác định bờ trên gan. Xác định bờ trên gan. Và nối bờ trên gan với mỏm tim, chúng ta xác định được bờ dưới của tim. Bờ dưới của tim. Thì chúng ta gõ được bờ dưới của tim. Tiếp theo chúng ta gõ bờ phải của tim. Chúng ta gõ đặt các ngón tay dọc các khoang liên sườn. Chúng ta gõ dọc vào thì chúng ta sẽ thấy là giữa vùng trong là phổi và vùng đục là tim, thì chúng ta xác định được các vị trí ở đó. Ví dụ chúng ta xác định được vị trí ở khoang liên sườn 4 chẳng hạn, ở vị trí này. Khoang liên sườn 5 gõ vào vùng đục vùng trong, lấy được các cái điểm. Đấy. Và chúng ta nối các cái đường này vào thì chúng ta được bờ phải của tim. Tiếp theo chúng ta gõ bờ trái của tim, chúng ta gõ tương tự dọc các khoang liên sườn. Dọc các khoang liên sườn. Để các ngón tay gõ dọc các khoang liên sườn và gõ đến chỗ vùng ranh giới giữa vùng đục và vùng trong. À, vùng trong và vùng đục thì đó chúng ta xác định được các cái điểm. Ví dụ như khoang liên sườn 4, đây là một điểm. Khoang liên sườn 3 một điểm, khoang liên sườn 2 một điểm. Thì đấy là chúng ta nối các đường này, chúng ta được bờ trái của tim. Đó. Tiếp theo là bờ trên là giới hạn bởi khoang liên sườn 2. Khoang liên sườn 2. Đấy, khoang liên sườn 2. Đấy, cái cuống tim nó giới hạn bởi khoang liên sườn 2. Đấy. Thì chúng ta xác định khoang liên sườn 2. Đấy. Và chúng ta nối bờ trên không phải gõ. Bờ trên là xác định bởi khoang liên sườn 2. Đấy. Đấy, bờ trên là xác định bởi khoang liên sườn 2. Như vậy chúng ta đã xác định được diện đục tương đối của tim là cái phần tim tiếp xúc trực tiếp với thành ngực. Đấy. Để giảng lại. Cách xác định. Một là chúng ta xác định mỏm tim. Bằng cách sờ thì chúng ta thấy là cái mỏm tim nó dội lên thành ngực ở người bình thường. Đây là chúng ta xác định ở trên người bình thường nhé. Thế còn trên bệnh lý thì có thể là khoang mỏm tim nó sẽ lệch sang, ví dụ suy tim trái thì cái mỏm tim này nó sẽ lệch sang bên trái, lệch sang bên trái ra đường nách trước hoặc là nách giữa. Đấy, nách trước hoặc nách giữa. Thì đấy là bình thường là mỏm tim ở khoang liên sườn 4-5 trên đường giữa đòn trái, 4-5 trên đường giữa đòn trái, mỏm tim ấy. Khoang liên sườn 4-5 đường giữa đòn trái. Thì chúng ta xác định mỏm tim. Đấy. Thứ hai là chúng ta xác định điểm thứ hai là xác định bờ trên gan bằng cách gõ dọc, gõ theo đường giữa đòn xuống, thẳng xuống. Thì ở phần phổi này thì nó sẽ trong và đến bờ trên gan thì nó sẽ là đục. Đấy. Thì chúng ta sẽ đến cái chỗ ranh giới từ chỗ trong và chỗ đục thì chúng ta sẽ nối lại và chúng ta sẽ được bờ dưới của tim. Được bờ dưới của tim. Đấy. Tiếp theo chúng ta gõ dọc các khoang liên sườn ở bên phải từ ngoài vào, chúng ta đến từ chỗ trong sang chỗ đục thì chúng ta sẽ được cái ranh giới này, được cái ranh giới này là chúng ta nối lại là được bờ phải của tim. Tiếp theo chúng ta gõ từ ngoài vào dọc các khoang liên sườn ranh giới từ chỗ trong và chỗ đục các cái điểm này thì chúng ta sẽ được là nối các điểm này sẽ được bờ trái của tim, bờ trên giới hạn bởi khoang liên sườn 2. Đấy, đấy là gõ
có diện đục tương đối của tim. Diện đục này là diện đục tương đối, đây là diện đục tương đối nhá. Bởi vì làm sao, diện đục tuyệt đối là cái phần này đã bị phổi chen phần đấy, còn đây là diện đục tương đối nhá. Thế thì có em nào hỏi gì về cái cách gõ diện đục tương đối của tim không thì cứ hỏi đi. Thưa thầy, cho em hỏi là đối với bệnh nhân nữ thì mình sẽ xác định như thế nào? Cái gì em? Nữ á? Dạ vâng ạ. Nữ thì cũng như nam có gì đâu, nữ thì nếp nằn vú, nữ thì vẫn xác định khoanh sườn, nhưng mà thực ra nữ thì lại có một cái nếp nằn vú. Nếu mà những người mà chưa sinh đẻ thì nốt nằn vú thì là mỏm tim ở đấy, nó càng rõ, hiểu không? Và nữ thì vẫn xác định như nam, nó có gì đâu, chả khác gì cả. Bởi vì là đối với cả chúng ta làm nghề thì nam nữ đều như nhau, chỉ có điều rằng là nữ thì kín đáo hơn một chút thôi, khám thì nên kín đáo, còn nam thì có thể là ví dụ các bạn nam thì nằm để các em nữ gõ thì bình thường, nhưng mà nữ thì cũng không ai bắt các em nữ là nằm để cho các bạn nam gõ, cho nên là nữ thì là mình kín đáo hơn một chút thôi, còn nam nữ đều. Em thưa thầy là ở cái bệnh nhân nữ mà bạn vừa hỏi ạ, thì ở cái đoạn mà nó sẽ có cái mô vú ạ, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái âm thanh khi mà mình gõ không ạ? Nó thay đổi không ạ? Thì tất nhiên là nó cũng hơi khó một chút, nhưng mà chúng ta vẫn xác định được nhé. Thì ở nữ thì thực ra là nó có thể có mô vú thì nó dày hơn một chút đấy, nhưng mà thực ra là mình cũng, cũng gõ vẫn gõ được thôi nhá. Đấy, thế còn ở trong cái phần mà kiểm tra các em thì không có bạn nào không bao giờ bắt bạn nữ nằm ra để gõ, nhưng mà nam nữ đều như nhau đấy. Em nhé. Một là xác định mỏm tim, thứ hai là xác định bờ trên gan, nối lại thì được bờ dưới của tim, bờ phải gõ từ dọc các khoanh sườn gõ vào đấy, đến chỗ từ chỗ trong chỗ đục nối lại được bờ phải của tim, bờ trái gõ dọc các khoanh sườn đấy, từ chỗ ranh giới giữa chỗ đục và chỗ trong chúng ta xác định các điểm nối lại thì chúng ta được bờ trái của tim.
là các em cứ suy nghĩ tiếp nhé. Để chuyển sang tiếp phần tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta xác định các ổ van tim. Các ổ van tim ở trên người bình thường thì là chúng ta xác định là vị trí nghe của các ổ van tim. Xác định vị trí nghe của các ổ van tim. Chúng ta học lý thuyết rồi. Và các ổ van tim này, các vị trí của các nghe của ổ van tim này không phải là đối chiếu của các ổ van tim lên thành ngực. Viên Nguyễn Anh Hùng là bình luận chuyên sâu các giải đấu của các ổ van tim, vì là cái dòng máu nó lan truyền và chúng ta nghe rõ ở các vị trí của các ổ van tim như vậy. Thì thứ nhất là ổ van hai lá ở kẽ khoang lên sườn 4-5, khoang lên sườn 4, khoang lên sườn 5 trên đường giữa đòn trái đấy. Và chúng ta xác định bằng cách là chúng ta đặt tay, chúng ta thấy là cái mỏm tim nó đập lên và tay chúng ta, thì đấy là ổ van hai lá. Tiếp theo ổ van ba lá là sụn sườn 6 sát bờ trái mũi ức. Sụn sườn 6 sát bờ trái mũi ức. Cạnh sụn sườn 6 cạnh bờ trái xương ức. Ổ van ba lá. Tiếp theo ổ van động mạch phổi ở liên sườn 2 cạnh bờ trái xương ức. Liên sườn 2 cạnh bờ trái xương ức. Tiếp theo là ổ van động mạch chủ liên sườn 2 cạnh bờ phải xương ức. Tiếp theo là ổ Ebbukin liên sườn 3 cạnh bờ trái xương ức. Để nói là ổ van hai lá ở liên sườn 4-5 trên đường giữa đòn trái, hoặc xác định là mỏm tim đập dội vào lòng bàn tay thì chúng ta thấy rằng là đấy là ổ van hai lá. Tiếp theo ổ van ba lá sụn sườn 6 sát bờ trái mũi ức. Tiếp theo ổ van động mạch phổi xác định bằng khoang sườn 2 cạnh bờ trái xương ức. Ổ van động mạch chủ khoang sườn 3 sườn 2 cạnh bờ phải xương ức. Ổ Ebbukin liên sườn 3, đây liên sườn 3, đây liên sườn 1, liên sườn 2 và đây liên sườn 3 cạnh bờ trái xương ức. Ổ Ebbukin thường nghe trong hở van động mạch chủ. Đấy, đây là xương ức. Đây là sườn 1, liên sườn 2, liên sườn 3. Đấy. Đấy, cách xác định vị trí nghe của các ổ van tim thì đấy là nội dung là như vậy. Thì trong phần tiền lâm sàng này thì phần gõ tim và sờ xác định mỏm tim, gõ tim và xác định các ổ van tim là 5 điểm và phần nghe tim là 5 điểm. Đấy thì thầy nói luôn về cái hai phần xác định mỏm, cách gõ tim, cách gõ các bờ tim, diện đục của tim và xác định các ổ van tim trên bệnh nhân cũng như là trên người của các em, mô hình các em đấy là 5 điểm. Còn phần nghe tim là 5 điểm. Các em nào hỏi gì không về phần này, có hỏi gì không?
Có ai hỏi gì không nhỉ? Các em rõ chưa? Tạm thời chắc không có, chưa có gì đâu thầy ạ. À? Tạm thời thì có lẽ là chưa có gì đâu thầy ạ. Ờ, đấy. Nhá, thì nội dung là như thế. Đấy là phần phần khám trên người của sinh viên, của các em. Các em làm đóng giả bệnh nhân, khám thì phần gõ và xác định mỏ tim là 5 điểm. 5 điểm trong phần kiểm tra, đấy, 5 điểm. Còn phần nghe là 5 điểm. Đấy. Thì nếu em không có vấn đề gì thì chuyển sang phần nghe tim. Thì trước khi mà nói về nghe thì thầy nói về tiếng tim bình thường. Đấy, tiếng tim bình thường. Đấy. Thì đây là van động mạch chủ. À đây van hai lá này, van hai lá này. Đây van ba lá này. Đây van động mạch chủ, van động mạch phổi này. Đấy. Đấy thì trong thời kỳ tâm thu, trong thời kỳ tâm thu thì đây thời kỳ tâm thu đây. Trong thời kỳ tâm thu thì là van hai lá đóng lại, van hai lá đóng lại, hai tâm thất co bóp làm cho van hai lá và van ba lá đóng lại, van hai lá, van ba lá đóng lại. Và khi van hai lá, ba lá đóng lại thì tiếng đóng của van hai lá và van ba lá thì là gọi là tiếng T1 và nghe rõ mỏm tim, nghe rõ nhất là mỏm tim. Và đồng thời khi mà các van tâm thất co bóp thì máu tống ra động mạch chủ và động mạch phổi, và khi nó tống ra động mạch chủ đây đến các cái ngoại biên thì đấy là mạch nảy, và chúng ta bắt mạch, mạch quay thì thấy mạch nảy. Như vậy là cùng với lúc đóng van hai lá, van ba lá thì mạch nảy là trong thời kỳ tâm thu, trong thời kỳ tâm thu. Đấy, đấy là trong thời kỳ tâm thu. Thầy nói lại, khi tâm thất co bóp, hai tâm thất co bóp tức là thời kỳ tâm thu, thời kỳ tâm thu thì áp suất của các buồng tâm thất tăng lên làm đóng van nhĩ thất, đóng van nhĩ thất. Và tiếng đóng van nhĩ thất này là tiếng T1, nghe trầm và dài, trầm và dài, nghe trầm và dài. Đấy, cùng lúc đó thì là máu được tống, áp suất tăng lên là mở van tổ chim, mở van tổ chim là van động mạch chủ và van động mạch phổi, máu tống vào các động mạch và làm cho mạch nảy, mạch nảy. Đấy, mạch nảy. Thế tiếp theo, tiếp theo là đến thời kỳ tâm trương. Tâm trương là khi mà buồng tim giãn ra, buồng tim giãn ra thì là mở van hai lá và máu từ nhĩ trái xuống thất trái và máu từ nhĩ phải xuống thất phải, đồng thời đóng van tổ chim. Thì tiếng đóng của van tổ chim này là tiếng T2, nghe ngắn và thanh, ngắn và thanh. Và đồng thời với lúc đó, đồng thời với lúc đó thì là mạch cũng chìm, mạch cũng chìm. Đấy, như vậy là trong cái chu chuyển tim của người bình thường, chúng ta nghe thấy tiếng T1 và T2
tiếng T1 tương ứng với lúc mạch nảy và tiếng T2 tương ứng với lúc mạch chìm. Đấy. Tiếng T2 tương ứng với lúc mạch chìm. Đấy. Đây là bộ máy van hai lá. Đây là van động mạch chủ, đây là van động mạch phổi, đây là van ba lá. Đấy. Đây thầy nói là trong thời kỳ tâm thu, hai tâm thất co bóp, tiếng làm cho áp suất tăng lên. Áp suất tăng lên làm đóng van nhĩ thất, tiếng đóng van nhĩ thất. Gọi là tiếng T1, là tiếng T1. Và đồng thời khi áp suất tăng lên là mở van tổ chim, máu tống vào động mạch. Và như vậy là sẽ làm cho mạch nảy. Sau đó thì là các buồng tim đến thời kỳ tâm trương nó giãn ra và là máu từ nhĩ trái xuống thất trái và đồng thời là áp suất giảm làm đóng các van tổ chim. Tiếng đóng của các van tổ chim là tiếng T2, nghe ngắn và thanh, đồng thời với lúc mạch chìm. Đấy. Và chúng ta bắt mạch chủ yếu là chúng ta lâm sàng chúng ta có thể bắt mạch quay, nhưng mà trong thực tế chúng ta nếu mà khi mà bệnh nhân suy tuần hoàn chúng ta có thể bắt mạch ở mạch cảnh, mạch bẹ hoặc là một số mạch khác. Đấy. Đấy thì nội dung là về tiếng tim bình thường là như vậy. Ngoài ra có thể tiếng T2 sinh lý hoặc T1 sinh lý thì cái đấy chúng ta có thể tìm thêm nhưng không quan trọng. Đấy. Có em nào hỏi gì về cái tiếng T1, T2 này chưa? Các em bắt buộc phải nghe được tiếng T1, T2. Và các em về các em mang ống nghe ra các em nghe mỏm tim. Đấy. Tiếng T1 nghe mỏm tim. Đấy. T1 nghe mỏm tim. Đấy. Và ở van ba lá sụn sườn 6 sát bên trái mũi ức như thầy vừa nói rồi. T2 là ổ van động mạch chủ chúng ta nghe, là ổ van động mạch phổi chúng ta nghe liên sườn hai trái cạnh bờ trái xương ức. Ổ van động mạch chủ chúng ta nghe liên sườn hai phải cạnh bờ phải xương ức. Hoặc ổ Ebokin, nhưng mà thường thì Ebokin chỉ nghe trong hở van động mạch chủ thôi. Có em nào hỏi gì về phần này không? Bọn em sẽ nghiên cứu tiếp vì có gì bọn em sẽ hỏi lại thầy sau. Cái nội dung chỉ thế thôi nhá. Tức là cái T1, T2 là như thế thôi. T1 là ngắn và thanh. T1 là trầm và dài, nghe mỏm tim nhé. Và T2 là ngắn và thanh, nghe đáy tim. Đấy, cùng lúc mạch chìm. Đáy tim thì gồm có van động mạch chủ, van động mạch phổi thì thầy nói rồi. Còn T1 nghe mỏm tim nhé, và ổ van ba lá. Đấy. Nhưng mà mỏm tim rõ nhất nhé. Đấy là tiếng tim bình thường thì chúng ta nghe ở trên người bình thường và chúng ta về tự chúng ta nghe trên bản thân chúng ta cũng được. Mang nghe ra nghe. Bây giờ ở trên mô hình nó có một số các cái nghe mô hình thì nó sẽ có một số tiếng như sau.
Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là thế này. Cái van hai lá bình thường nó diện tích 4 đến 6 cm vuông và dòng máu đi từ trái xuống trái rất là dễ dàng. Nhưng mà trong trường hợp hẹp van hai lá, máu đi từ nhĩ trái xuống thất trái qua một cái chỗ hẹp này thì nó khó khăn, và đi từ chỗ rộng vào chỗ hẹp thì nó tạo nên tiếng thổi, như thầy đã giảng trong phần lý thuyết rồi, tạo nên tiếng thổi. Và đặc biệt là gì, ở cái van hai lá này các cột cơ dây chằng rất dày, cho nên tiếng thổi tâm trương đây nó chuyển thành một tiếng gọi là tiếng nghe như tiếng vê rùi trống, do dòng máu va chạm vào các cột cơ dây chằng tạo nên tiếng nghe như tiếng vê rùi trống, gọi là tiếng rung tâm trương. Rung tâm trương. Nói lại, diện tích lỗ van hai lá bình thường là từ 4 đến 6 cm vuông, làm cho dòng máu đi từ nhĩ trái xuống thất trái rất dễ dàng. Nhưng trong trường hợp hẹp van hai lá, máu đi từ nhĩ trái xuống thất trái qua chỗ hẹp, nó tạo nên một tiếng thổi tâm trương. Trong thời kỳ tâm trương tạo nên tiếng thổi tâm trương, nhưng dòng máu này lại va chạm vào các cột cơ dây chằng rất là dày ở van hai lá, đặc biệt là van hai lá hẹp van hai lá, các cột cơ dây chằng nó dày, cho nên là nó tạo nên một tiếng nghe tiếng vê rùi trống và tiếng rung tâm trương. Đấy, bình thường là tiếng thổi nó phụt phụt, nhưng đây là nghe tiếng rung tâm trương, nó rù 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 rù. Đấy, thì đấy là tiếng rung tâm trương. Tiếp theo là gì? Là chúng ta thấy rằng là cái van hai lá ấy, bình thường nó thanh mảnh. Thanh mảnh. Nhưng mà khi mà nó hẹp, nó bị thấp tim, nó dày, nó sơ cứng. Đấy. Đây, van hai lá nó dày, nó sơ cứng. Nó đóng rất là mạnh. Sơ cứng nó đóng mạnh. Bình thường nó đóng nhẹ nhàng và nó nghe nó trầm dài, nhưng mà khi mà hẹp thì nó dày vôi hóa và đóng sơ cứng, nó nghe tiếng đóng nó đanh, gọi là tiếng T1 đanh. Đấy, đây ví dụ trong trường hợp siêu âm tim thì chúng ta thấy là cái van tim nó rất là dày, van này lá rất dày vôi hóa này. Đấy, đây chúng ta thấy cái siêu âm tim bình thường là cái van hai lá nó thanh mảnh như này, mà thanh mảnh như này, như này, siêu âm tim đây, van hai lá thanh mảnh, nhưng đây van hai lá nó dày này, vôi hóa nó dày này. Đấy, van lòng mạch chủ thanh mảnh này.
Đây các em nhìn này, cái van tim bình thường, van hai lá bình thường đấy, nó thanh mảnh. Van tim hai lá dày đây. Đấy. Các em nhìn thấy không? Van tim hai lá nó dày dày đây. Còn đây là van nó mỏng. Cho nên là khi mà nó dày thì các dây chằng nó dày, tạo nên tiếng rung tâm trương và rung tâm trương dày và tiếng tê một đanh. Đấy. Thì đấy là tiếng rung tâm trương và tiếng tê một đanh. Thì đấy là hai tiếng đấy, là tiếng đấy là có trên mô hình, thì thầy Quân sẽ hướng dẫn cho các em. Tiếp theo là chúng ta thấy rằng là cái van hai lá bình thường này, trong thời kỳ tâm thu, trong thời kỳ tâm thu bình thường, trong thời kỳ tâm thu thì tâm thất có bóp thì áp lực máu làm cho van hai lá đóng lại. Van hai lá đóng lại và van hai lá bình thường là gì? Máu không thể phụt lên trên nhĩ trái được ở người bình thường, và nó chỉ đi theo một chiều nhất định là vào van động mạch chủ thôi, vào qua van động mạch chủ, vào động mạch chủ. Thế nhưng mà ở trong trường hợp do thấp tim hoặc là do bệnh viêm nội tâm màng nhiễm khuẩn, nó bị tổn thương van hai lá và máu phụt từ thất trái lên nhĩ trái, dòng máu chảy ngược từ phụt từ thất trái lên nhĩ trái, tạo nên một tiếng tiếng thổi tâm thu, tiếng thổi tâm thu nghe thô và rát, phụt phụt như tiếng phụt nước ấy, như chúng ta bơm ấy, và nó lan dọc từ mỏm tim và lan ra đường lách trước hoặc đường lách giữa hoặc sau lưng. Thì đấy là tiếng thổi tâm thu, và tiếng thổi này có trên mô hình, có trên mô hình. Các em ghi vào nhé, những cái tiếng này thầy nói như này là các em phải ghi vào, bởi vì là có trên mô hình, các em bắt buộc phải thi, và phải thi một tiếng trung tâm trương, tiếng tê một đanh, tiếng thổi tâm thu. Đấy. Nào, em cho thầy, thầy có thể nói lại cái tiếng thổi tâm thu được không ạ? Đấy, thầy nói rồi. Trong thời kỳ tâm thu thì tâm thất co bóp, tâm thất trái co bóp, thì bình thường là van hai lá đóng kín và máu từ thất trái không phụt lên nhĩ trái mà nó chỉ đi vào động mạch chủ thôi. Thế nhưng mà trong trường hợp hẹp van hai lá, hở van hai lá do thấp tim chẳng hạn, van nó sơ cứng dày và nó đóng không kín, làm cho máu từ thất trái phụt lên nhĩ trái, đây cái dòng phụt đây, và dòng phụt qua chỗ hẹp này thì nó tạo nên một tiếng thổi phụt 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 nghe thô ráp, thô ráp, và lan ra đường lách trước, lách giữa hoặc là ra sau lưng. Đấy thì gọi là tiếng thổi tâm thu. Tiếng thổi tâm thu thì nó khác tiếng rung tâm trương là gì? Rung tâm trương nghe nó trầm, nó rù, còn tiếng thổi tâm thu là phụt phụt. Đấy. Em rõ chưa? Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Nhá, thầy đã nói được tên một đanh, rung tâm trương và thổi tâm thu rồi. Đấy. Thổi tâm thu nghe mỏ, rung tâm trương tên một đanh cũng nghe mỏ. Tiếp theo. Thầy ơi, cho em hỏi là tiếng thổi tâm thu sẽ cùng lúc với nghe tiếng T1 hả thầy? Thổi tâm thu thì nghe trong thời kỳ tâm thu sau T1. Sau T1. Bởi vì T1 nó đóng rồi thì sau đó thì là nghe sau T1 thì là có tiếng thổi tâm thu. Dạ vâng ạ. Bùm phụt, bùm phụt nhá. Bùm phụt. Nghĩa là tiếng rung tâm trương cũng là sau T1 luôn hả thầy?
T2. Sau dung tâm trương thì phải là sau sau T1 chứ. Mở ra van hai lá mở ra thì coi như là tiếng có tiếng dung tâm trương rù bùm. Hiểu không? Rù bùm. Em hiểu chưa? Trong thời kỳ tâm trương mà tiếng thổi tâm trương, dung tâm trương là trong thời kỳ tâm trương. Sau hết thời kỳ tâm trương thì mới đến thời kỳ tâm thu thì mới đến T1. Thầy ơi, về cái tiếng rù rù. Van hai lá mới đóng lại thì mới là T1 chứ. Thầy ơi, cho em hỏi là cái tiếng phù phù lúc tâm trương đấy là xảy ra trong trường hợp bình thường cũng như trong trường hợp hẹp van hai lá đúng không thầy? Không, tiếng thổi tâm dung tâm trương thì chỉ trong hẹp hai lá thôi chứ, hẹp hai lá hoặc hẹp ba lá thì mới có tiếng phù phù đúng không ạ? À? Thì lúc đấy mới có tiếng phù phù đúng không ạ? Đúng rồi, chứ bình thường làm gì có, các em trên người các em làm gì có là bất thường. Thì đã nói van hai lá bình thường là diện tích 4-6 cm², mà khi nó hẹp thì mới có tiếng thổi dung tâm trương, có tiếng thổi tâm trương mà ở hẹp van hai lá là dung tâm trương. Mà thổi tâm thu này là bất thường. Có em nào hỏi gì về tiếng dung tâm trương, thổi tâm thu nữa không? Thầy ơi, cho em hỏi một chút là lúc nãy em có nghe được cái là dung tâm trương ấy thì nó là tiếng dùi trống đúng không? Thế thì cái tiếng này với lại cái tiếng T1 đanh ấy là hai cái tiếng này nó khác nhau hay nó là cùng một tiếng ạ? Thì thầy đã nói là dung tâm trương là dung tâm trương mà. Dung tâm trương là dung tâm trương mà T1 đanh là T1 đanh. Dung tâm trương là tiếng dòng máu đi từ chỗ rộng qua chỗ hẹp, còn T1 đanh là tiếng đóng của van hai lá cơ mà. Em hiểu chưa? Rồi ạ. Dung tâm trương nó là một cái tiếng của động học, còn huyết động học của dòng máu, thì còn cái T1 đanh là tiếng đóng của van hai lá cơ mà. Tiếng T1 bình thường là tiếng T1, nhưng mà đây là T1 là van nó dày vôi hóa thì nó tạo thành tiếng T1 đanh. Hiểu chưa? Em thưa thầy ạ. Em hỏi đi. À, thầy ơi, thầy cho em hỏi là ở trẻ sơ sinh ấy ạ, thì người ta bảo là tim ấy ạ thì sẽ nằm ngang hơn ấy ạ, và chỉ số tim đập lớn hơn ấy ạ. Thì khi đó nghe nghe ở móng tim thì mình vẫn nghe ở khoang liên sườn 4-5 đường giữa đòn trái, hay là mình phải nghe lệch đi ạ? Lệch. Nó nằm ngang thì phải lệch. Nó chưa định hình đâu. Đây là đang nói là tim người lớn thôi. Người lớn mới chỉ số đấy. Thế còn ở khoang liên sườn 4-5, nếu còn trẻ em thì nó nằm ngang thì nó phải ở trên cao hơn nhá. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Thầy ơi, tiếng thổi của tâm thu thì nghe ở vị trí sau lưng hả thầy? Thầy đã nói là tiếng thổi tâm thu là nghe ở mõm, nhưng mà tiếng thổi nếu mà nó to thì nó có thể lan ra đường nách trước, nách giữa và sau lưng. Vâng, em hiểu rồi ạ. Tức là sau lưng thì nó nghe nó vẫn phụt nhá. Có ai hỏi gì nữa không? Tiếng thổi tâm thu thì phụt phụt, mà tiếng rung tâm trương thì nghe rù nhá, rù trong hẹp hai lá, rù bùm bao giờ là trước tiếng T1 đanh. Có hỏi gì nữa không? Tiếp theo.
Tiếp theo là tiếng T2 tách đôi. Chúng ta thấy rằng là tiếng T2 là tiếng đóng của van động mạch chủ, động mạch chủ và van động mạch phổi. Bình thường thì van động mạch chủ, van động mạch phổi nó đóng cũng xa nhau một chút, do là cái thời gian tâm thu của ví dụ của thất trái nó kéo dài hơn, nó tống máu ra đại tuần hoàn, và thất phải là ra tiểu tuần hoàn. Bình thường là nó đóng cũng cách nhau một chút, nhưng mà cái mức độ nó cách nhau ít, cho nên chúng ta nghe thấy tiếng là nó trùng nhau, gần như là trùng nhau, đùng tặc. Thế nhưng trong trường hợp hẹp van hai lá chẳng hạn, hẹp van hai lá chẳng hạn, thì là cái tiếng đóng của van hai lá và đóng van động mạch chủ và động mạch phổi nó lại càng xa. Đấy, do tăng áp lực của mạch phổi, cho nên nó không phải bùm tặc mà bùm trặc, bùm trặc, bùm trặc, bùm trặc, bùm trặc. Đấy, nó tách đôi ra, hai cái tiếng nó xa nhau thì gọi là tiếng T2 tách đôi, T2 tách đôi nhá. Ví dụ như trong trường hợp hẹp van hai lá chẳng hạn, thì tăng áp lực động mạch phổi và thất phải phải thời gian thất phải bóp máu lên phổi nó phải chậm hơn là thất trái, cho nên là đóng van động mạch phổi chậm hơn van động mạch chủ, cho nên là tiếng T2 nó tách làm hai tiếng bùm trặc. Có em nào hỏi gì về tiếng T2 tách đôi không? Thầy ơi, tiếng T2 tách đôi là tiếng sinh lý bình thường đúng không thầy? Không. Thường là T2 tách đôi là thầy đã nói rồi. Bình thường là nó chỉ coi như là nó cách nhau một chút thôi. Có một số người thì cách nhau cũng nghe rõ một chút thôi. Nhưng mà ví dụ trong trường hợp hẹp van hai lá hoặc là một số bệnh tăng huyết áp thì nó cách nhau nó rõ. Thế còn là cái đấy là bệnh lý chứ nhé, còn sinh lý thì ít khi lắm. Ví dụ như trong mô hình các em sẽ nghe thấy tiếng T2 tách đôi là cũng là một trong những cái chỉ tiêu lâm sàng, chỉ tiêu cận lâm sàng, tiền lâm sàng các em phải nghe nhé. Em thấy cái tách đôi ạ thì sẽ nghe là bùm tặc tặc đúng không ạ? Bùm là của T1 đó. Bùm trặc, đáng nhẽ là bùm tặc thì về bùm trặc, cái tiếng thứ hai nó tách làm hai tiếng. Vâng ạ. Đáng nhẽ nó là bùm tặc, bùm bình thường là bùm tặc, bùm tặc đây là nó bùm trặc, nghe ở đáy tim. Có em hỏi gì không? Tiếp theo là chúng ta thấy rằng đây là cái quả tim bình thường, thất trái nó bình thường đây, quả tim suy, thất trái nó to. Đấy. Thế thì trong trường hợp là suy tim, đấy, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có tiếng T, tiếng ngựa phi. Tiếng ngựa phi tức là gì? Là cái tiếng coi như là
là khi mà trong thời kỳ tâm thu ấy, là nó có tiếng T1 sau đó thì là gì, cái dòng máu nó xoáy ở trong cái tâm thất này làm cho cái thành tim này nó đẩy vào thành ngực thêm một tiếng nữa, cho nên là nó là nghe như tiếng vó ngựa liên tục bùm tặc bùm tặc bùm tặc bùm tặc liên tục tạo thành tiếng ngựa phi đấy. Thì trên mô hình chúng ta cũng nghe thấy tiếng ngựa phi, nhưng mà phần này hơi khó cho nên là cũng không yêu cầu các em thi phần này, nhưng mà trong mô hình có, nếu mà các em nghe được thì cũng được. Để các em về nghiên cứu thêm tiếng ngựa phi. Đây, vách thất trái mỏng và yếu, cái dòng máu nó cuộn vào đây, nó đập lên thành ngực tạo nên một tiếng tiếp theo, cho nên nó như vó ngựa, hết tiếng này đến tiếng khác lồ cộp liên tục đấy. Thế thôi, nội dung hôm nay thế thôi. Em nào hỏi gì không? Phần nghe tim gồm tim, tiếng tim bình thường, tiếng T1 đanh, tiếng rung tâm trương, tiếng thổi tâm thu, tiếng T2 cách đôi đấy, những cái tiếng đấy, phần đấy khó đấy, là 5 điểm. Còn phần gõ tim và xác định các ổ van tim trên người bình thường là 5 điểm. Có em nào hỏi gì không? Nhá, thì nhắc các em nhé, mới có 188 bạn vào thôi, còn vắng như thế là hai lớp, một lớp là bao nhiêu bạn nhỉ? 103, 104 này, đúng không? Lớp trưởng có đấy không? Dạ đúng rồi ạ, một lớp 103, một lớp 104 ạ. Đấy nhá, mà như thế là vắng vắng 27 bạn. Các bạn nào không vào đến lúc thi mà không thi được thì các em chịu trách nhiệm. Và hôm nay tạm thời là thầy không điểm danh nhá, thầy không điểm danh. Đến hôm thầy Quân cho các em học sẽ điểm danh, nếu mà điểm danh mà vắng là không được thi. Nói luôn là như thế. Học trực tiếp trên mô hình, còn hôm nay thầy giảng như này. Thầy tạm thời thầy không điểm danh, coi như vắng 27 bạn. Vâng ạ. Các em có hỏi gì không? Hiện tại của em vẫn chưa hỏi gì, nếu có gì thì em sẽ hỏi lại sau. Rồi, thì có gì nội dung thầy giảng về lý thuyết là như thế. Thế còn đến thực tập trên mô hình với cả trên người bình thường thì thầy Quân sẽ giảng các em, thầy cũng sẽ tham gia giảng nhưng thầy Quân là chủ yếu. Thế nếu mà các em có gì thì hỏi trực tiếp, hỏi thầy Quân cũng được. Nha. Vâng ạ. Được chưa? Thế bài hôm nay đã kết thúc ở đây được chưa? Được rồi thầy ạ. Thế tôi chào các em. Vâng, em chào thầy. Em chào thầy ạ. Chào thầy. Ê thầy ạ.